xin kính chào quan ghi hình chiếc xe mang bánh lòng chạy chạc xả lúa nha quan. Này đằng xa xe này hai cầu có dàn cổng lúa trước nữa các bạn, còn hơi xa lát mình lại gần, không biết Isuzu hay xe hai cầu. Này mang dàn chọc rồi chạc luôn nữa quá à. Đồng này mình ghi hình cũng đồng xuyên lễ luôn nha các bạn, nằm giữa giữa ở bên mé này. Đồng xuyên lễ thì nói chung nó rộng lớn lắm. Nay là vô cái vụ xả lúa hè thu rồi, mình đi ghi hình là ở đồng xuyên lễ đa số nha các bạn. Này mang dàn chọc rồi chạc luôn nữa quá à.
Mình ghi hình một đoạn ngắn cho các bạn xem tham khảo. Tới đây mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ. Này chiếc Isuki các bạn, mà nó dính sần quá mình không biết Isuki mấy, Isuki hai cầu.